Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã đến thăm tặng quà chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện Côn Đảo đã đến thăm điểm nhóm Tinh lành Côn Đảo, điểm nhóm Cộng đoàn Giáo dân Côn Đảo và chùa Núi Một Côn Đảo. Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo địa phương ông Nguyễn An Nhật, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng quà thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới tới các vị chức sắc bà con giáo dân, tăng ni Phật tử đón Tết cổ truyền của dân tộc an lành hạnh phúc đầm ấm. Đồng thời mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục vận động bà con giáo dân tín đồ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng giàu đẹp trong điều kiện dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, lãnh đạo huyện đề nghị các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo. Các vị chức sắc tôn giáo đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của đảng bộ chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con giáo dân, tăng ni Phật tử, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.